đêm giao thừa ý nghĩa lớp năm học bài ngày tết của em cô giáo hỏi đêm giao thừa vừa qua của các con thế nào được cô mời đầu tiên đồng ấp úng trả lời thưa cô con cũng ngủ đúng giờ như mọi đêm ạ à. bỗng hải một cậu bé ít nói giơ tay xung phong phát biểu hải hào hứng nói thưa cô Ba mẹ chở con đi xem pháo hoa, thích lắm ạ. Cô định mời Hải ngồi xuống, nhưng cậu ấy nói thêm. Khi xem pháo hoa về, con gặp bạn An. An ngồi kế Hải, gật đầu xác nhận. Cô hỏi An. Cô bé đáp. Thưa cô, con theo ba mẹ đi tặng quà cho những bạn nhỏ có hoàn cảnh trong xóm ạ. À. Cô giáo tươi cười, nhìn cả lớp và nói. Chúng ta vỗ tay khen người bạn An nào, vì bạn đã có một đêm giao thừa thật ý nghĩa ngày tết sẽ vui hơn nếu chúng ta biết chia sẻ các con ạ à.